cô đi trước nhá, cô chào cô cháu. Về trước nhá. Dạ. Hai mẹ con một khác nhau một trời một vực. Con hiền lành mà mẹ thì cứ nhìn thấy trai là tớn lên. Đa đoan lắm, oan trái nhiều. Sau này tàn tạ, có ma nào đưa rước về lại ăn vạ con thôi mà. À, được rồi kìa. Công nhận anh Dũng hay thật á. Hai mẹ con em cứ loay hoay hoài luôn á mà sữa không có được. Anh làm có chút xíu là xong à. Cảm ơn anh nha. Lan còn cần sửa chữa gì nữa không? À, dạ hết rồi. Ở trong nhà cũng không cần gì. À còn còn em nè, muốn gia cố hoài luôn á. Nhưng mà không có tìm được người gia cố. Hôm trước Lan hát hay thật đấy. Tổng duyệt mà hát hay như thế, hát thật chắc là tuyệt lắm nhỉ. Cảm ơn anh nhiều nha. Mà nè, có phải bó hoa hôm bữa để ở bên cánh gà là của anh tặng cho em không? Mà sao tặng em không đưa tận tay mà để ở cánh gà? Mày mốt đưa tận tay cho em nha. Có gì đâu, là đồng nghiệp với nhau, lại là người hâm mộ giọng hát của Lan. Rồi ôi, tôi tóm được quả tang hai người rồi nhá. Cái gì ấy? Dắt víu nhau sang đây để tống dù hả? Có cái gì đâu, hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau, có gì mà cô bù loa lên thế hả? Giúp cái gì? Anh coi tôi chết rồi phải không? Nè, anh đi qua sửa cái cửa thôi mà, có phải sửa tôi rồi mà điên lên? Sửa cửa thì mấy cái thằng bồ quý hóa của bà đâu, sao bà không lôi đến đây mà hầu hả? Thôi mà thôi, bà thôi. Tôi hả? Im cái mồm này nghe, nhà có trẻ con á, trẻ con cái gì gái đi con già mồm thôi, mà. Thôi, thôi. Tôi xin lỗi cô nhé. Đi về, đi về, đi về, đi về. Đi về cái gì? Wow. Bà về đi tặng lại, đi ra khỏi nhà tôi. Mà đây mà này, cô mà không về tôi tật cho cô một trận. Đi ra khỏi nhà tôi hôm nay bỏ bừa mê thuốc lú chồng tôi để cướp chồng tôi. Đi về, đi về, nhanh, nhanh, nhanh. Rồi, ôi. Có cái gì mà buông cửa sổ nhiều chuyện vậy? Có cái gì mà xem chứ? Đi đi. Hàng xóm gì mà nhiều chuyện à? Đi qua bên kia học bài đi.